Vâng, chia tay chị Hiền Phạm với ca khúc ngọt ngào vừa rồi thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng ca của chị Hoàng Linh và bài hát Nếu chúng mình cách trở, một sáng tác của nhạc sĩ Tú Nhi ạ. Xin mời chị. Nhìn mưa trên phố em có thương sầu, có nghe cái mặt chiều mưa đầu, có nghe lòng xót xa đau, hay em vội quên ngày đó. Nếu lỡ chúng mình hai đứa chia vui, đời em con gái đã lỡ yêu rồi, vắng anh em biết còn ai nữa, những khi hờn dỗi xa xôi còn ai đưa đón trong đời. Vâng, yêu nhiều lắm, nhưng tình ta mãi còn trái ngang. Anh ơi, đừng nói làm em sợ và giữ ý mình cách trở. Em để tan anh suốt cuộc đời. Nếu lỡ chúng mình hai đứa hai nơi, làm sao anh sống khi mất em rồi? Vắng anh đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết anh thôi, để yêu anh yêu mãi muôn đời. Vâng, anh đôi phút
biết anh đôi thể yêu anh yêu mãi muôn đời. Xin cảm ơn anh ạ.